vòng xuyến dưới chân cầu Vĩnh Tuy, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đặt giải phân cách cứng, ngăn không cho các phương tiện quay đầu, rẽ trái nếu đi từ đường Minh Khai lên dốc Minh Khai để đến đê Nguyễn Khoái. Các phương tiện muốn đến dốc Minh Khai phải di chuyển đến điểm quay đầu dưới trụ H9, T9. Mặc dù đã hơn một tuần, nhưng với cách tổ chức giao thông gây bất ngờ này nên nhiều phương tiện đã vội vàng rẽ trái như mọi khi để rồi gặp giải phân cách nên đành ngậm ngùi tìm lối khác. Đơn cử như người đàn ông này. Ôi dồi ôi, mọi hôm tôi đi đường này tôi thuận đường, hôm nay tự nhiên lại phải tắc như này, tôi thấy khó chịu quá. Theo những người dân sống tại đây, việc bịt một lối quay đầu tại vòng xuyến dưới chân cầu Vĩnh Tuy và chỉ mở một điểm quay đầu tại trụ H9 T9 đã tạo nên nút thắt của chai, khiến cho giao thông tắc nghẽn vì mặt cắt tại điểm quay đầu này khá nhỏ, chỉ đủ cho hai phương tiện ô tô di chuyển, chưa kể đến xe máy liên tục điền vào chỗ trống, thậm chí đi ngược chiều như thế này. Rào kia, các ông rào nó không tính toán rào, kiểu rào cho nó vui sao ấy. Rào đằng kia thì tắc, đằng kia thì như thế. Đâu phải là do rào nó ấy, vì do dân nó đông với cái nước trong tham ra nó nhiều. Trước những bất cập về việc tổ chức giao thông tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy, các chuyên gia giao thông đã bày tỏ lo ngại khi ngành chức năng thành phố Hà Nội lại quyết định đặt giải phân cách cứng tại vòng xuyến trụ H4 T4. Bởi việc đặt giải phân cách không những không làm giảm ùn tắc giao thông mà còn khiến giao thông hỗn loạn hơn. Nói thật là không hiểu được vì sao lại có cái động thái là ngăn cái vòng xoay này. Trong trường hợp mà muốn ngăn vòng xoay này thì tôi nghĩ nhất thiết là rất cần phải có cái biện pháp để tăng cái khả năng thông qua, tăng cái điểm rẽ trái quay đầu thì mới có thể giải quyết được vấn đề ùn tắc. Có thể thấy, sau hơn một tuần tổ chức giao thông dưới chân cầu Vĩnh Tuy đã bộc lộ nhiều bất cập. Hà Nội có tới cả trăm khu vực cần xem xét lại tổ chức giao thông trong bối cảnh hiện tại. Đối với người tham gia giao thông, việc phải thay đổi theo các quy định, nay được đi, mai lại bị cấm, sẽ tạo nên sự bất an, thậm chí là bức xúc. Do đó, trước khi đi đến một quyết định, có lẽ các cơ quan quản lý nên họp bàn, tham vấn thêm ý kiến từ chuyên gia, người dân để có những quyết sách kịp thời, hiệu quả.